Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, một dự án đường khi triển khai không có dự toán kinh phí cho giải phóng mặt bằng. Khi thực hiện, nhiều hộ có đất vườn đã tự nguyện hiến đất, nhưng một gia đình có nhà đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trọn trong dự án chưa được đền bù tái định cư đã không di rời, dẫn đến tình trạng nhà ở nằm giữa đường giao thông. Đó là nhà của gia đình ông Trần Văn Lâm ở thôn Thủy Lôi, xã Thủy Lôi, huyện Tiên Lữ. Ngôi nhà này chặn ngang giữa đường hành lang chân đê thuộc dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài do Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão làm chủ đầu tư. Hiện nay hạng mục đường hành lang chân đê đã thi công xong hai đầu tuyến nhưng chưa thông được do ngôi nhà này nằm giữa tim đường khiến các phương tiện không thể đi lại được. Ban quản lý dự án thì cũng phối hợp cùng cả ủy ban xã là đi là làm việc cùng với cả các hộ gia đình. Lúc đầu là không có cái kinh phí để hỗ trợ đền bù. Nhưng sau đó thì lại nói là có bố trí được kinh phí. Thế khi mà bố trí được kinh phí thì bên ban quản lý dự án là chi cục quản lý đê điều cũng thuê đơn vị về đo đạc. Đấy, đo đạc rồi lập tất cả rồi bản đồ xích đo rồi cũng đi kê khai. Mới trong bước cái rà soát thôi thì lúc đấy thì là tôi cũng không hiểu tại sao thì lại dừng. Đấy thì là từ thời điểm đó đến giờ thì cũng không ai là nói việc là hỗ trợ đền bù liên quan các cái hộ gia đình này nữa, mà nhất là trường hợp nhà ông Lâm. Trong quá trình giải phóng bằng thì đối hộ này là phải thu hồi hết đất và phải bố trí được tái định cư, nên bây giờ chưa có tái định cư nên cái quá trình mà phương án bồi thường cũng chưa được xem xét. Ban quản lý dự án thì các anh mới phối hợp với các hộ dân để vừa làm công tác vận động hộ dân hiến đất để làm đường, nhưng đối hộ gia đình cá nhân này nếu họ hiến đất thì họ không có chỗ ở nào khác. Mảnh đất và ngôi nhà của gia đình ông Lâm đang ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp lần đầu năm 1997 và cấp lại sau khi dự án VLAP đo lại năm 2014 tại thửa đất số 460, tờ bản đồ số 15 mang tên vợ chồng ông Lâm. Tuy vậy, khi thực hiện hạng mục đường hành lang chân đê của dự án, vì dự án không có dự toán kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất để làm đường. Nhiều hộ gia đình có đất vườn đã hiến đất để mở rộng đường hành lang chân đê. Đối với trường hợp nhà ông Lâm, do toàn bộ diện tích đất nhà trên 70m² đều nằm chóc đường nên không thể hiến như các hộ khác. Bởi nếu hiến hết đất thì cả một gia đình gồm nhiều nhân khẩu sẽ không có chỗ ở. Công trình tôi làm nhưng mà bên đây điều cũng không nói gì đến gia đình tôi. Nguyện vọng của chúng tôi ấy, nói thật là nếu mà nhà nước làm chúng tôi ủng hộ, không chống đối bất kể một cái gì cả. Kể cả xã coi như là công nhận là vợ chồng tôi là chứng kiến là của xã là không chống đối. Nhưng mà nguyện vọng chúng tôi là đất là phải giả đất. Còn phá nhà là cũng phải đền bù của gia đình tôi. Đấy. Chứ còn ngoài ra chúng tôi không có ý kiến gì cả. Một con đường bê tông đẹp dưới hành lang chân đê, thiết tưởng sẽ giải quyết cơ bản hiện tượng thẩm lậu, bùn sủi của đê, đồng thời tạo tuyến đường giao thông quan trọng đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân trong khu vực và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa. Thì nay lại không phát huy tác dụng, thậm chí để lại hình ảnh nhếch nhác, thiếu thẩm mỹ. Thiếu sót này trước hết thuộc về chủ đầu tư, không đánh giá thực tế hiện trạng đất đai công trình của các hộ dân trong khu vực và những vướng mắc gặp phải trước khi triển khai dự án. Cái trường hợp của ông Lâm này thì báo cáo với anh thì nó lại rơi vào cái trường hợp bất khả kháng. Bây giờ cái tuyến đường lại nằm trên vào cái đúng vào cái nhà của ông ấy. Thì bây giờ là về địa phương thì chúng tôi cũng rất muốn để hỗ trợ cái, nhưng mà về quy định thì thẩm quyền mình không có. Thế do vậy là chúng tôi cũng chỉ có cái ý kiến đề nghị với lại cấp trên quan tâm đến địa phương và đối với đại hộ gia đình ông Lâm bằng những cái cơ chế, bằng những cái tạo điều kiện để đúng quy định pháp luật để hộ gia đình ông Lâm tái định cư ra chỗ mới. Đối với cả khu vực Thủy Lôi vẫn còn quỹ đất, vẫn có khả năng xin trình ủy ban tỉnh chấp thuận cho việc tái định cư. Tuy nhiên là cái dự án phải có nguồn kinh phí và thời gian thực hiện dự án phải còn thì sẽ phối kết hợp để làm các bước tiếp theo trong quá trình giải phóng bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thưa quý vị và các bạn, để giải quyết vấn đề này, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nâng cấp đê tả sông Luộc kéo dài cần phối hợp với huyện Tiên Lữ, xã Thủy Lôi sớm tìm các giải pháp để di dời ngôi nhà nhằm thực hiện đúng luật đê điều, phát huy hiệu quả của đường hành lang chân đê cũng như đảm bảo quyền lợi cuộc sống của người dân. Mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.